Xin chào mọi người nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là hàn đi xe dán. Sau khi xe dán mình đã được tháo ra khỏi mên, các bạn tiến hành làm lại chân cho mình cái chân ban đầu của nó. Bạn này thiếc và nhựa thông sạch nhé. Bạn di hết các cái chân của nó. Mỏ hàn của các bạn là phải đủ nhiệt đều nhé. Còn nếu mỏ hàn mà không đủ nhiệt thì khi các bạn đang hàn này nó bung ra khỏi đây. Tắt đèn mà quạt ngoài kia. Giờ là không phải nó không đủ nhiệt. Nó cứ thổi ra khô ở đây thôi. Các bạn làm sạch chân cho mình để đảm bảo là không có chân nào dính vào nhau. Đây là một cái con IC vi xử lý của một con màn máy tính nhé. Đấy. Sau khi các bạn làm sạch chân, các bạn chờ nó nguội một tí. Sau các bạn lấy xăng thơm, các bạn đánh sạch cho mình, không để lại một tí nhựa thông nào lại cả. Các bạn thực hiện là dùng bàn chải vuốt theo một chiều nhé, vắt ra ngoài thì nó sẽ sạch hơn rất là nhiều. Không. Để tiến hành các bạn chuẩn bị mình con IC. Khi các bạn ướm con IC này vào ấy, các bạn để ý cho mình là làm cân góc cho mình bốn góc các bạn. Đây, bốn góc của một vế. 1 2 3 và 4. Chỉ cần cân bốn góc đấy thì tất cả góc còn lại sẽ cân. Anh lấy cái điện thoại, anh chuẩn bị gọi lại cho em số đấy. Gọi lại vào số đấy. Nếu mà xem ai gọi. Một lúc lại gọi lại giờ mà. Đây nha các bạn nhé. Các bạn làm sao nếu mà trường hợp mà IC mình nó mà cong ấy, cong chân thì các bạn nắn lại cho mình các cái chân này. Thì cần các bạn cân được bốn góc này là thành công được khoảng độ 80%, 70% này các bạn. Giờ tiến hành các bạn lấy mỏ hàn nhúng cho mình nhựa thông vào, nhúng đậm vào. Bạn di tạm các góc này lại cho mình. Các góc mà được rồi nhé. Đấy. Các bạn di vào cho mình, sau nhẹ nhàng nhấc ra. Bây giờ các bạn tiến hành là nắn lại các chân còn lại. Này của nào kính núp ấy nhỉ? Vâng. Lên nằm cái kính lúp hay hơn. Bé quá nhỉ. Con IC này nó bị cong chân do vận chuyển từ bên Trung Quốc về. Đây một tuần trời đặt con IC mất một tuần trời đấy. Nhiều khi nghi ngờ ra tìm một con chết rồi nhưng mà đâu có phải là ăn ngay đâu.
sau khi nó nắn được một hàng, các hàng nó các bạn tiến hành các bạn hàn lại nhé. Bạn đưa nhựa thông vào nhiều vào. Bạn phải lấy nhựa thông sạch nhé. Nhựa thông mà nhiễm tạp chất rồi thì lúc đấy đưa vào, lúc đấy hàn vào nó sẽ bong hết lớp mạch lên mà chưa chắc là nó ăn. Tiết này cũng vậy này. Các bạn phải lấy thuốc xịn nha. Tiết tầm 5-700 nghìn một cân ấy. Thuốc giảm nó không ăn đâu. Các bạn để im đi. Mấy cái vết chân dính vào xong mình tách sau. Tiếp tục mình hàn đến hàng thứ hai. Các bạn cho thật nhiều nhựa thông vào nhé. Các bạn vuốt đều đi. Bạn sau khi các bạn muốn hút chân hút hết các cái thiếc bị dính vào nhau, các bạn chỉ việc lau sạch đầu màu hàn. Lau sạch đầu màu hàn vào giấy, sau các bạn chấm nhựa thông phôi vào các cái vị trí đấy thì ngay lập tức thiếc sẽ bị hút ra. Nghe nó mỏ hàn kinh quá. Đừng cho lên mạng mềm nét quá. Sao? Em nghe ngày xưa có một câu chuyện mà là hai thằng ông thầy ông đưa cho hai cuốn sách về nhà để học, để sau rồi ông xuống ông sẽ tuyển một người. Nếu mà đứa nào học chăm chỉ ông sẽ tuyển. Thì một thằng về lúc xuống dưới thì một quyển sách nó vẫn mới tinh, một thằng thì quyển sách nó nát hết rồi, thì ông ấy chọn thằng sách nát. Thế đem ra là nhiều ông thấy đồ nghề nó sạch chưa chắc là làm ngon. Quả gió mạnh quá nhỉ. Anh để ý cho em, nếu mà cam mà mất nét thì anh lấy nét lại của em. Vậy là được hai hàng rồi này. Để tiếp tục hai hàng còn lại này. Hai hàng còn lại, nếu mà chân nó cong mình bắt đầu tiến hành nắn chân. Đấy, sau khi mình nắn được hết các chân rồi nha. Mình nắn thành công hết các chân rồi thì bắt đầu mình hàn, tiếp tục hàn về bên này. Nắn lên chân này yêu cầu độ kiên trì, cứ từ từ chậm chắc các bạn. Tiếp tục mình lại tiếp tục dùng nhựa thông bôi nhẹ thôi nhé, mình bôi mạnh quá nó cong hết cái chân. Bây giờ mình bắt đầu đắp thiếc vào. Thiếc là phải thiếc xịn nha các bạn nhé. Thiếc là của mình là dùng cái loại tầm 400-500 nghìn một cân là được rồi.
Còn nếu mà ông nào nhu cầu cao hơn thì làm cuộn loại tầm 1 triệu cân. Cái loại thiết đấy là các bạn có thể ra các hiệu, các bạn bảo là hỏi mua các cái loại thiết mà để chuyên để làm IC ấy, người ta sẽ bán cho các bạn. Cái loại thiết đấy nó đắt một chút nhưng mà công việc của mình cũng được. Sau khi các chân nó bám hết rồi nha các bạn nhé, bám hết rồi mình tiến hành lau đi, chấm nhựa thông vào để hút thiết ra. Các bạn cứ làm nhẹ nhàng nhé, tránh cong chân và rộp men nhé. Chân nào mà nó chưa nó cong lên thì các bạn ấn nó xuống. Đấy, bây giờ mình bắt đầu dồn thiết về một vế này. Các bạn thấy không ạ? Cái thiết của mình đã ra hết bên đây này cục rồi. Nếu mà mình muốn dồn về bên này thì cũng làm, mình làm nó chiều ngược lại thôi. Lấy nét đi. Đây nha, đang thiết bên này đúng không? Mình muốn dồn qua đây. Này các bạn thấy không? Nó dồn về một cục bên này. Muốn hút ra thì lau sạch đầu màu hàn đi. Lau sạch đầu màu hàn đi, cho nhựa thông vào. Chiếc ngày tức được bám hết lên trên đầu màu hàn của mình ngày tức. Vậy là mình đã hàn được 3 chân rồi nhé các bạn nhé, 3 hàng rồi. Để tiếp tục hàng cuối cùng này, các bạn nhìn này, hàng cuối cùng nó đang bị lệch, các bạn thấy chưa? Bây giờ mình bắt đầu tiến hành nắn từng chân một. Anh lấy nét cho em công đoạn nắn nhé. Mình anh cho phóng to quá. Công đoạn nắn từng chân này nó đòi hỏi là tỉ mỉ. Nhiều bạn nhìn thấy nó cong nhiều như này các bạn nặn. Các bạn cứ từ từ, bởi vì nó cũng chỉ có vài trăm chân hay có mấy đâu. Cứ từ từ mà làm. Tiếng không xong thì 2 tiếng nữa khắc xong. Bình thường thì mình nắn một con IC này, mình làm một con IC nó mà cong chân hết luôn như này, mình làm nó mất khoảng độ 10 phút đổ lại. Nếu như không có ngồi hướng dẫn như thế này, làm rất là nhanh, tập trung vào một cái. Đấy. Sau khi mình nắn chân tương đối như này rồi ấy, mình bắt đầu tiến hành hàn. Hàn thì như lúc đầu mình hàn thôi. Hàn giống như lúc đầu mình hướng dẫn thôi. Đầu tiên là mình lấy nhựa thông sạch. Mình đi di đều, di nhẹ thôi nhé. Đấy. Sau bắt đầu là mình lấy thiếc mình đắp vào.
Anh rồi tắt cho em cái quạt đằng sau ấy. Nó ấy quá. Mất nhiệt quá. Đấy, sau khi xong các bạn vẩy thiếc ra thôi. Vẩy thiếc hoặc lau đầu màu hàn thì cũng được, miễn sao mà làm cho đầu màu hàn nó sạch thì nó sẽ, khi mình đặt đầu màu hàn vào thì nó sẽ hút hết cái thiếc còn lại này. Còn một chút xíu như này các bạn vuốt, tiến hành vuốt quanh rồi trở lại thì những cái chỗ nào nó thiếu ấy, những vị trí nào thiếu nó sẽ bù vào, những vị trí nào nó thiếu thiết đấy. Để mà hàn một con này thì một con IC vào máy của khách ấy, thì trước tiên các bạn phải thí nghiệm trên khoảng độ ít nhất là 5 đến 7 con máy chết nha các bạn nhé, hoặc là con máy của mình nhé. Khi mà hàn vào đồ của khách ấy, thì các bạn khẳng định luôn cho mình là hàn 10 con và bạn ăn được 9 con thì các bạn hắng hàn vào của khách. Đây nha các bạn nhé. Đấy, sau khi mà các bạn hàn xong thì các bạn chờ cho nó khô nha các bạn nhé. Bạn thấy chưa? Chân, tất cả chân vào hết này. Bây giờ các bạn chờ cho nó nguội đi chứ. Các bạn không nên làm cho nguội đột ngột quá. Nguội đột ngột quá nó gây ra chết IC đấy. Các bạn phải chờ thời gian khoảng độ vài phút, hoặc là các bạn phải dùng các cái thiết bị gì đấy cho nó tản nhiệt đi. Đây, ví dụ như cái này. Cho nhiệt nó truyền bớt đi rồi các bạn đánh mạch sau kiểm tra lại một lượt nữa. Sau khi nó nguội như này rồi thì bây giờ mình bắt đầu mình lấy acetone hay là xăng thơm đấy, các bạn đánh sạch các cái góc của nó đi. Đây rồi, anh lôi một con màn máy tính mà nó bị chết IC ra để em lắp vào chạy thử đi. Con gì ạ? Con màn mà hôm trước nó bị chết IC này. Màn máy tính á? Vâng. Con này mình đặt IC nó mất 1 tuần trời. Làm được gì đâu? Màn đấy, năm con nào là con chết IC. Anh để cẩn thận con vớ màn đấy. Vâng. Đây à? Con này không? Nào cũng được. Con này màn, chắc có màn đấy đấy. Lắp vào thử đi. À đây anh Thế Thành dọn đâu, anh dọn sạch bàn đấy thì em để cho em làm. Bây giờ sau khi đánh sạch mạch ấy, các bạn dò lại cho mình xem có chân nào bị bong không. Thứ nhất là kiểm tra xem có chân nào bong không. Thứ hai kiểm tra xem có chân nào chập vào nhau không. Nhưng mà chân nào chưa ăn thì các bạn hàn lại. Đây các bạn, đây như có hàng này của mình nó đang còn khe hở này. Các bạn thấy không ạ? Bạn thấy không ạ? Còn khe hở. Giờ mình tiến hành mình hàn lại cái này. Tiến hành mình hàn lại cái hàng chân IC bên này.
các bạn kiểm tra kỹ cho mình xem hàng nào mà hở chân các bạn phải hàn lại nhé. Hàng này và hàng bên này đúng không? Những con nào hàng nào mà chân bị kênh ấy thì các bạn tiến hành là trong lúc hàn các bạn dùng lực để đè các chân ấy xuống cho nó phẳng lại nha các bạn nhé. Hàng bên này là mình tiến hành hàng này coi như là đã ok rồi nha các bạn nhé. Như vậy là cơ bản thì các chân nó ăn hết với nhau rồi các bạn. Bây giờ mình tiến hành mình vuốt qua một lượt nữa nha các bạn. Sau khi các chân nó ăn hết rồi, các bạn tiến hành đắp thiếc vào, vuốt toàn bộ lại một lượt này cho mình. Vuốt một hàng bị đây thôi, mấy hàng ngon này thôi. Vuốt đậm thiếc lên nha các bạn nha. Đấy, bây giờ mình tiến hành thu thiếc lại. À, lúc nữa bác ơi. Vâng. Các bạn tiến hành thu thiếc lại. Cho thật nhiều nhựa thông ạ. Thu nó hết về một góc. Đấy, vậy là mình đã hàn xong một con IC các bạn nhé. Đây. Bạn thấy không ạ? Các chân rất là đều nhau rồi. Đấy, không có chân nào chập nhé. Đây các bạn. Bây giờ mình tiến hành mình lắp vào máy tính cho nó chạy, xem nó chạy không nhé. Cái này mình anh sẽ đi trước khi lắp vào mên nha các bạn nhé.
Ở trong lúc mình đánh như này nhiều khi có chân nào nó vẫn còn lỏng thì nó sẽ bung lên luôn, mình biết luôn để mình xử lý. Vàng đo để chết cuộn mà. Rồi, bây giờ mình sẽ lắp này. Để thế này mình cắm điện thử. Cái phim bấm ở đâu mất rồi? Bước này một tuần là đặt đi xe rồi, đem ra là không biết là em bấm cái bụng nó đâu hết rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé. Video này mình hướng dẫn các bạn là chủ yếu là thay xe là chính. Còn con này của mình đang bỏ không biết phím bấm ở đâu nên là không thể thử cho các bạn xem được. Để cơ bản thì là thay xe là nó như các bước vừa rồi mình làm đấy.